thôi. Yeah. Mà mang bầu tè lè để nghỉ hát thôi. Nghỉ 6 tháng không có tiền thôi. Thế mà khi mà mang con lùm đùm mà chẳng hạn Ngọc Lan mà lúc mà đi hát diễn vậy tránh mà ôm đưa con lì thè mất mặt quảng cáo. Vậy là cô chú quyết định là lo cho cái cuộc sống trước đầy đủ rồi mình mới có con. Ừ đúng, nói vậy đó. Cho nên nhỏ gái nay sanh 84 đó. Đúng rồi, thấy cô chú sanh nó là bà già tôi mất. Bả cũng trông cho cháu ngoại. À, vậy là sanh con trễ lắm á. Trễ lắm. Lúc đó là cuộc sống cô chú là một người cũng lên đầu nhất đồ nhì này kia rồi. Rồi chú ràng trong đó thì cuộc sống kinh tế có khá không cô chú? Sống cũng sống được chứ không dư. Nắng sớm mưa chiều mặt trời lặn lặn theo à. Linh cũng như cô chú, cũng giống như cô chú thôi. Đoàn hát mà chiều cứ thấy mưa buồn, trời ui ui là ui là thấy ngồi buồn rồi đó. Đêm đó là bóc mọc. Đêm đó là nếu mà có tiền lương nhiều thì còn ra làm tô hủ tiếu gõ hay là làm chai này kia cho vui. Còn nếu mà trời mưa buồn buồn là tối mới móc mọc ăn cháo đó. Vậy thì đến bao lâu thì cô chú? Chào cô chú à. Chào Quỳnh Linh với Ngọc Lan nha. Nãy Quỳnh Linh đã giới thiệu chú là nghệ nhân ưu tú ha. Thì hôm nay quý vị cũng thấy là chú đang cầm một cây đàn mà trong đó có nhiều nghệ thuật tổng hợp, đàn sến nè, guitar phím lõm nè, Hạ Duy Huy hả chú hả? Đúng rồi. Con đã từng đến nhà của cô chú để gõ cửa thăm nhà cô chú rồi. Gõ cửa thăm nhà, thăm gia đình, cuộc sống thôi. Giờ có nói chuyện tình yêu. Đúng rồi. Nói chuyện tình yêu thì chú có nhớ rằng chú bắt đầu gặp cô từ năm mấy tuổi và bắt đầu có tình yêu thế nào? Sau khi thời qua cái lúc mà giải phóng rồi. Dạ. Thì là lúc 25 tuổi, cái lúc là năm 78. Dạ. Ừ. Thì là 78 tôi đi đoàn Hương Biển, Phương Bình, Ngọc B đó. Yeah. Lúc là Trang Kim Tuyến, Đào mới đang lên nè. Thì trong chuyện tình yêu mà thì nó có một sự tình cảm trong nghệ thuật là như thế này. Trong lúc đó thì Kim Tuyến thật tình trong bên Đoàn Vũ, diễn viên thì mới lên thì đương nhiên phải yếu rồi. Thì vớt. Không phải vớt gì, không có chưa em. Không có, ta gọi là hát rớt con nhạc sĩ vớt á. Chưa vớt vậy. À, chưa vớt luôn hả? Vậy chứ. Cái gì vậy không chết, chết sớm mà phải dạy trước đúng không? Cái từ đó nó có một mối tình cảm, mà tình cảm chưa sâu sắc mà nghe cái biên thơ mới gớm đó. Là sao chú? Biên thơ thơ tình à. Thơ tình nhưng mà đi trong đoàn hát đâu có đưa trực tiếp được, phải nhờ đệ tử của mình. Lúc kêu chạy dựng thời gian cái gặp nhau cười mím mím vậy. Cô ơi, lúc đó làm sao mà mình cười mím mím vậy cô? Bị bà già bắt cóc, bà không cho, bà già làm từ á. Dạ. Bà không cho đâu, bà không cho. Rồi xong thời gian cái chị Diệu Nga, Phương Trúc Bình á, chị mới nói cắp vô, chị cắp vô cái chị nói rồi thơ từ nữa rồi gửi cho Trang Kim Tuyến rồi cái này kia, cái ổng nằm ở trong mùng ổng coi á. Rồi sau này hai người cũng thương nhau rồi cái bỏ bà già Hương Biển, Phương Bình đó, bỏ bà đó cái hai người trốn đi. Trời ơi, tiếng gọi tình yêu. trốn đi thời gian cái bà B bắt kêu về lập đoàn hai nữa. Lúc đó chị Diệu Hiền hát chánh á, mới đưa tôi lên hát Kim Liên. Sau bà mới thấy hai người trốn đi rồi bà kêu về mới khắp cho ở. Cãi lời cha mẹ thì lãng mạn, trốn nhà đi mà trốn nhà đi thì nó mới lãng mạn. Nhưng mà rồi cuối cùng cũng về bởi vì nhớ mẹ quá. Tại sao ở chung một đoàn mình không tỏ tình thẳng luôn mà mình phải viết thư? Viết thư nó hay hơn, tình hơn. Viết thư mình nói dễ hơn. Viết xong mình không đưa trực tiếp mà mình phải nhờ đệ tử mình đưa. Không biết sao cái lòng nó rạo rực sao không đưa được. Nó vừa rạo rực mà vừa hồi hộp luôn. Rồi sau cái quá trình viết thơ á, bao lâu thì mình mới được nắm tay cô này và đặt nụ hôn đầu tiên? Không có hôn, nhưng mà cũng khoảng nửa năm sau là đám cưới luôn. Đám cưới rất tiếc là ba má tôi đã mất rồi. Thì còn chỉ lúc mà bà má của bà già đó có làm từ theo cái đoàn Hương Biển, Phương Bình á, hình như bảo chưa hài lòng vậy thôi. Nhưng mà sau cái tôi ráng thuyết phục. Yeah. Ráng thuyết phục ha, đéo cho bằng được. Ráng thuyết phục là sao, cách nào chú thuyết phục được? Thuyết phục là như là giúp đỡ Kim Tuyến lúc đó để lên hát. À. Đó, được từ bà thấy mới thấy. Khi mà mỗi ngày mình tập vợt rồi mình người lớn mà ta thấy thì nó hiểu. Ngày xưa nghệ sĩ cải lương mấy thầy đờn á hết sức là quan trọng đối với những nghệ sĩ cải lương. Cho nên được cái thời gian đó bà già không mới thấy hụi mới cưới được. Chú có chơi hụi nữa chú hả? Có chơi hụi trong đoàn hát á. Trời, chơi hụi luôn hả?
chơi hụi mới có tiền cưới. Chơi trong đầu hát chủ hụi tối là đóng hụi tối, đóng hụi à. Chơi mấy chân chú? Cũng dài ba chục á. Chú rành với vậy. Cũng như điền mình góp qua góp lại để à, có lãi sống. Dây hụi nào ra cũng chơi hết. À, đúng là của. Khi nào mới vô hốt liền không? Có. Chú có biết lý do nào mà bà già không thích chú không? Chắc có chơi xấu nha. Hồi xưa xấu hả? Xấu. Hồi xưa chú cũng ngon lành lắm chứ bộ. Nhưng mà xấu hơn bà. Không. Cô có biết lý do tại sao mà ba mẹ lại không chịu chú không cô? Thanh Sang hồi trẻ cũng như con vậy đó. Rồi cưới cái bà già của Thanh Sang á, thì với mẹ tôi hai người thương nhau lỡ nhà chơi đó. Bà già tính nói với hai người làm xui. Đã có tên tuổi đó. Đúng rồi. Đúng. Đồng lương nó cũng cao hơn. Mình nhạc sĩ 50 ngàn, 100 ngàn đêm cái gì đâu. Hồi xưa mà màu quen cô Đào Chính này là cũng mệt mỏi lắm mà nha. Mệt lắm. Tại sao vừa cô Đào không quen mà để ý cô Đào Chính? Không biết, cái duyên. Không phải, cái này không phải Đào Chính. Nhưng mà từ Đào Ba đó lên Đào Chính là cũng một phần mình à, đẩy lên nâng đỡ, nâng đỡ, nâng đỡ. Nâng đỡ lên. Vì bà già bà thấy chỗ đó bà mới thương. Rồi bao lâu mình mới đặt được nụ hôn đầu tiên thì lên má cô Đào Chính này? Thì sao? Thì nửa năm sau làm đám cưới trong cái đoàn Hương Nguyễn Phương Bình luôn. Mà đám cưới cũng đơn giản lắm. Theo quay bánh hỏi đẩy ra mắt anh em thôi. Rồi bắt đầu mới hôn đi rồi. Rút đi trở lại bà già phải gả thôi. À con thắc mắc lắm nha. Vậy thì trong cái khoảng thời gian mà cô chú nắm tay nhau trốn đi thì có làm cái gì chưa? Không làm sao mà trốn. Làm mới sợ mới trốn chứ. Cứ kẹn đó. Bởi vậy. Mà lúc đó trốn đi cô sợ không cô? Sợ chứ. Tấp vô mấy cái đòn nhỏ để mình hát tránh nè. Cái đêm tân hôn mình có lo lắng điều gì không? Không lo lắng. Mình cũng đã lớn rồi. Cũng nói chung hai bên đều cũng lỡ thời chân rồi. Chứ đâu phải còn trinh đâu mà, phải không? Không, thật cái tuổi 25 làm sao còn trinh. Phạm ơi, mình nói thật tình chứ không phải Quyền Linh. Dạ con 28 còn không? Biên tập ơi, biên tập giữ nguyên cái khúc này, cắt riêng cái khúc này, ốc hết tất cả các bài. 28 tuổi chú Linh còn trinh. Nghệ sĩ, ca sĩ, đàn nhạc sĩ thì cái tuổi từng 20 rồi cũng đã bệnh cạnh chứ. Con nó nói thật, chứ đừng có nói mà nó 25 mà nó còn phải còn nguyên vẹn hơn nụ hôn đầu tiên. Không bao giờ. Bạn còn à? Không. Thanh Quý nói thật lòng đó. Dạ. Ngọc Lan. Dạ. Con tin Thanh Quý, con không tin Quyền Linh. Rồi cô chú cưới nhau á, chứ đâu có mặt hai bên gia đình nữa. Có mẹ không, có chỉ bà má bà ông già. Bà già mất. Mình tổ chức ở đâu chú? Ngay tại đoàn hát luôn. Là đoàn hát lúc đó đang ở đâu? Trạp hát Quy Nhơn ngay mà. À, đoàn hát Quy Nhơn luôn. Cô chú có được mấy người con? Hai đứa. Hai đứa nhưng mà có kế hoạch đứa gái đầu bữa nay là nó Giáp Tý hình như nó gần 40, rồi thằng Út thì 91. Lý do tại sao mà cưới nhau mãi đến một thời gian sau thì cô chú mới quyết định sanh con? Đi đoàn cải lương mình đi là cái đoàn tư nhân chứ không phải cái đoàn vô biên chế nhà nước. Bây giờ thì nó có chính sách về hưu về sau này hay là cái gì đó biên chế bảo hiểm này nọ, còn tư nhân có làm có hưởng làm thôi. Mà mang bầu tè lè để nghỉ hát thôi, nghỉ 6 tháng không có tiền thôi. Thế mà khi mà mang con lùm đùm mà chẳng hạn Ngọc Lan mà lúc mà đi hát vẫn vậy tránh mà ôm đưa con thì thè mất mặt quảng cáo. Vậy là cô chú quyết định là lo cho cái cuộc sống đúng, trước đúng, đầy đủ đúng. Rồi mình mới có con. Đúng, nó vậy đó. Cho nên nhỏ gái nay sanh 84 đó. Đúng rồi, thấy cô sanh nó là bà già tôi mất. Bả cũng trông cho cháu ngoại. Vậy là sanh con trễ lắm á. Trễ lắm. Lúc đó là cuộc sống cô chú là một người cũng lên đầu nhất đồ nhì này kia rồi. Rồi chú đàn trong đó thì cuộc sống kinh tế có khá không cô chú? Sống cũng sống được chứ không dư. Nắng sớm mưa chiều mặt trời lặn lặn theo à. Linh cũng như cô chú, cũng giống như cô chú thôi. Đoàn hát mà chiều cứ thấy mưa buồn, trời buồn. Ui là thấy ngồi buồn rồi đó. Đêm đó là bóc mọc. Đêm đó là nếu mà có tiền lương nhiều thì còn ra làm tô hủ tiếu gõ hay là làm chai này kia cho vui. Còn nếu mà trời mưa buồn buồn là tối móc mọc ăn cháo đó. Vậy thì đến bao lâu thì cô chú mới thôi cái cuộc sống đi theo đoàn hát và có một cái căn nhà ổn định? Dừng chân lại thì dừng chân từ năm 94, 93 rồi bắt đầu qua đầu 94 mới dừng chân. Ba sanh tâm rồi, bốn dừng để cho nó đi học mà. Cái thời buổi ấy con nó thứ nhất đi học, thứ hai nó cái lương nó còn ăn, nó 90 rồi hết ăn rồi. Dạ. Công việc của chú là có thể ăn hoài luôn bởi vì cái nghề nghiệp của chú á là có thể là bây giờ vẫn còn rất là nhiều chương trình luôn á. Đúng không? Dạ. Chương trình nói như còn dạy học trò được, dạ, còn bán rồi. Đờn được. Ngày xưa đó cô, thật sự khi mà được đào nhất đầu nhì là cũng dữ dội lắm á. Chắc ngày xưa là cô cực kỳ đẹp luôn á, là chắc cũng là nhiều ông theo lắm luôn á. Đúng không cô? Vậy cũng tại sao
nhưng mà cô lại chọn chú. Tại vì cái tình thương với mê tiếng đời. Anh nhìn không thương mà thấy tội nghiệp chứ. Này là chú dùng khổ nhục kế rồi. Dạ. Không thương nhưng mà thấy tội nghiệp, rồi cuối cùng cũng thương. Đôi khi đàn ông á, phiêu nhiều khi mình không có đẹp trai, nhưng được cái là mình giả bộ tội tội vậy đó. Dạ, đúng rồi, đúng không chú? Giả bộ khổ quá tội nghiệp. Giống như là thôi thương ai cũng vậy, thương giùm anh cảm ơn. Như cô là ngày xưa bảo đảm là rất nhiều chàng, thậm chí khán giả ngồi coi rớt con mắt ra luôn á. Ổng á, coi vậy chứ ổng cũng ra, ổng ấy lắm, ổng bài bốn lắm, ngồi hát rạp Nha Trang đó, giảng hát rồi tôi lo nhỏ con gái đó, nó lết từ ở ấy xuống dàn nhạc, mình lo mình ẵm con rồi mình chưa chùi mặt nữa, là ổng ở ngoài người ta mời ổng đi ăn rồi. Mấy bà mà... Mấy bà coi đúng rồi. Mấy bà coi đó, thích ổng đợn đó, cái mời đi ăn, cái chị Phương Dung cho nó tuyến, coi người quý nó đi ăn với người ta kìa. Rồi ổng, hai cái bố nha, cái bắt đầu cái ổng rủ cái dàn nhạc Tân á, ổng bên cổ bên đây Tân, hai người ra có hai cô đó ngồi ở chòi mã, tôi ở đây tôi vỗ nhỏ rồi tôi đi ra vượt ra, ổng chặt làm bộ ổng vô, ổng nói em ngủ với em chứ, hồi đó còn trẻ em ngủ với em, tôi nói gì vậy, tôi lấy trái dừa tôi uống nha, ổng làm bộ lấy hai trái dừa đi ra cho người ta uống, lát tôi chạy tôi kiếm ổng cái bên Tân Nhạc á, cái chú đó chết bả ra kìa, rồi chạy hết trơn. Ngồi chòi mã với ai? Hai cô gái. Hai cô gái lạ. Nói chung lúc đó ta còn trẻ, ta cũng còn... Ở đó, bài bốn lắm. Rồi có khi nào cô chú giận nhau về những điều như vậy không? Có chứ. Cũng đây cách 5 năm rồi. Giận rồi bỏ đi á. Bỏ đi rồi con tôi, thằng Út đó, với con dâu. Nó nói, mày á, đừng bỏ đi. Bỏ đi là ổng dẫn người ta về đó. Đó. Trời ơi, vậy là chú bay bướm lắm luôn. Sao mà cô giận tới mức cô đi vậy cô? Cãi với ổng rồi cái tôi tức quá tôi đập chiếc xe Honda đó, đập bể khiến cho tôi lấy chìa khóa ổng cho tôi quăng dưới sông, không cho ổng đi, ổng chở người ta đó, quăng sông luôn. Chở cô nào vậy? Đi nhặt lễ đó. Ghê. Trời ơi. Cách đây 5 năm rồi. Bây giờ con hỏi chú nè, con hỏi rất là thiệt lòng luôn. Thật ra là những cái câu chuyện mà cô kể từ nãy giờ cô cười như vậy thôi bởi vì nó đã qua rồi. Nhưng con nghĩ rằng là trong cái khoảng thời gian đó cô cũng rất là buồn. Có bao giờ chú cảm thấy chú hối hận về những điều mình làm không? Có chứ. Chẳng hạn bây giờ còn ở nè, đã hối hận rồi, nó bám víu nhau. Để anh chị đó là tạ lỗi đó. Cô rất nhiều lần ghen rồi cô nhờ. Chứ thương nó nếu kéo hai người trở lại với nhau. Ừ, đúng rồi. Còn có bao giờ chú bắt gặp cô với người nào chưa? Chưa, không có. Thấy chưa? À, không có, không bao giờ. Đi đoàn đó ngày xưa rất là nhiều cạm bẫy, rất nhiều bó hoa tươi thắm đã gửi tặng lên, trong đó kèm những lá thư, kèm theo những cái hiện kim hiện vật. Ngày xưa là đi coi hát là luôn luôn vậy, những người đàn ông nào thích cái cô đào là cứ ngồi coi ngoài luôn. Cô đã nhiều lần nhận như thế chưa? Có tặng, có bà già, còn hồi đó còn bà già đó. À, một cái người đang nổi danh như thế mà đẹp như thế mà, vậy mà người ta đồng ý lấy một cái người mà có thể so về địa vị, tại lúc đó thì chú có lẽ là thấp hơn cô. Có lẽ lương cô sẽ nhiều hơn chú. Đúng rồi. Tại vì cô là đầu nhất đầu nhì mà. Một cái đừng tình thương giữa cô đối với chú rất là lớn đúng không cô? Hồi đó hát chung với anh Tấn Tài. Dạ. Rồi chị Như Ngọc thì hát, chị hát đầu lẳng á. Ông Tấn Tài hồi còn sống, chị Ngọc giàu cũng vậy. Thì là dữ dội lắm nha. Bà thương lắm. Cái thời đó con không biết, nhưng mà đại khái là nếu một cái thời mà hát chung Tấn Tài là ba của chú anh Tấn Bèo đó. Dạ. Là dữ dội lắm đó. Câu chuyện này thì mình thấy cô là phải nói là kiên nhẫn, nhẫn nại, hy sinh. Nếu mà cô lúc đó chỉ cần nghĩ khác thôi là cuộc tình không đến ngày hôm nay đâu. Đàn ông thì đôi khi có những lúc gọi là mưa gió cũng thay đổi, trái gió trở trời cũng trái tính trái nết. Nhưng phụ nữ phải nói là bản lĩnh. Bây giờ mình già rồi thì về cũng đi nhạc lễ. Nhạc lễ thì tôi cũng chịu cực lắm á. Nhiều khi đi tụng kinh á, mình đi tụng kinh với nhạc lễ đó, nhiều khi tôi đánh trống nhạc lễ rồi nhảy qua đánh bạc, kim mỏ luôn. Mướn được tặng đánh trống rồi kim mỏ đánh bạc. Nghề của con hả cô? À? Con là xưa đi nhạc lễ mà con đánh trống lễ rồi đám tang đám ma rồi đó. Đó dạ, rồi thổi kèn rồi đê kéo đơn cò. Cái đó không có bao giờ quên bạc dạ. Năm mà thét rồi đúng rồi, ngày xưa bạc thét bạc mâm này kia con đánh hết á. Thổi kèn lá ngày xưa cái dăm kèn mình làm xong mình ngâm nước cho nó mềm rồi thổi cho nó kia ấy đó. Rồi con đi đánh trống lễ giống như cô vậy đó. À, đó. Con buông trống ra, bỏ dài ra rồi xuống đánh bạc. Trước khi con làm diễn viên sân khấu điện ảnh là con là gọi là băng nhạc phút cuối đó. Phút cuối lúc nào ta chết mới có chú đó con. À vậy hả chú? Ừ. Chú đi theo giống như kiểu như, tức là mỗi lần mà cô chú tôi có đám gì đó, mình mặc áo dài vô,
Rồi chủ nhà mới đem tới cái mâm khai trầu á, thằng đóng luôn, thằng đóng luôn nói chuyện với mình. Hôm nay là gia đình mình có người mất ở đây đó, rồi giờ cố gắng làm sao cho vui rồi kia. Thế là mình khai trống. Hay không, truyền thống đó có hay lắm. Xong rồi, hình thức hay lắm. Kèn lên. Tôi bữa chót mà tôi phá hoàng đó mà Phật á, tụi nó phá hoàng luôn hả? Phá hoàng luôn. Ấy cái nó trát quá trời nó, rồi dầu lửa mà pha xăng luôn rồi. Cô bây giờ cô làm thử một đoạn phá hoàng con xem ơi. Một đoạn cô. Mẹ ơi, con sẽ đưa mẹ về miền cực lạc. Mẹ ơi, từ nay xa cách không còn trông thấy bóng mẹ. Mẹ đã ra đi rồi, mẹ đã ra đi xa lìa trần gian. Bao năm trời mẹ nuôi các con, nay mẹ đành ra đi lìa quê hương, ra đi lìa quê hương với bao nhiêu tình thương. Giọt nước mắt khóc thương con cháu khờ. Giọt nước mắt mẹ cách xa xóm làng. Ôi đau xé lòng các con lắm mẹ ơi. Mẹ, giờ phút tiễn biệt mẹ lên đường, mẹ ơi. Mẹ, con lại mẹ. Làm phá hoàng này mệt lắm á. Là lúc đó là đang cầm hai cái cây đèn đó, rồi, đúng đó. Rồi mà lính quýnh quá cây tụi nó không có dầu lửa lắm đó nha. Nó lấy cái xăng ở trong xe đó, xăng xe rồi tôi ngậm thổi một cái nó phật cháy áo luôn. Trời ơi, cháy trai cái mặt nè, có thẹo luôn, mệt lắm. Là một cái cuộc đời nghệ thuật của cô nó cũng thăng trầm dễ sợ không? Từ lúc một cô đào nhất nhì của một đoàn nha, rồi bây giờ đi làm cái công việc trong một cái ban nhạc lễ đó mà làm phá hoàng nữa thì đúng là cuộc đời nó thăng trầm đến mức mà không thể tưởng nổi luôn đó. Mấy chục năm theo nghề rồi cô? Hồi còn nhỏ thì đi mới có 17 tuổi à. Dạ. Đi với bà già làm từ á. À. Rồi cái bên múa. Bảy mấy rồi? 73. Chú là cũng đi từ nghề đó luôn. Ờ, cũng 55. Ông này đi đơn hồi 17, tôi cũng 17 tuổi. Tôi 17 tuổi, đơn Kim Trung 2, đơn Kim 2 lúc Minh Phụng như là Mỹ Châu rồi đó khác. 56 năm nói gì nói chúng ta đã gắn bó đến bây giờ luôn. Phải nói là đó là một cái câu chuyện tình cũng vượt qua bao nhiêu sóng gió luôn, không giỡn đâu. Và cuộc sống nó cũng thăng trầm, trải qua bao nhiêu thăng trầm thì điều gì động lại cái tình cảm của chú dành cho cô? Thương bản tấm lòng chung thủy. Dạ. Nếu cô không chung thủy thì có lẽ tình này không đến trăm năm đâu. Cái gian trưng là hai người khổ. Rồi tôi thấy vậy cũng không thôi đành. Rồi phải lo cho con. Thì làm kiếm tiền tôi không giữ tiền thì ổng bung hết. Tôi giữ để mà cần cù sắm nhẫn sắm đồ để đám gả cưới con nữa. Nhỏ con gái đám cưới rồi gả thôi không nói gì. Còn con thằng trai đó nè, phải cưới vợ. Rồi lo nhà cửa mà đâu có được nhà ở trên bờ đâu. Mấy sông á, cái nhà mà mình mua đất mấy sông nè. Dạ. Rồi cái nhà của người ta trên bờ người ta bán đất mấy sông rồi nè. Rồi bây giờ cất ở dưới cầu Chữ Y á. Rồi bây giờ cái cô Út mà ở trại hòm đó mới đem tụi tôi về ngay chỗ đây nè. Con kể cho chú nghe. Để tôi lúc con quay gõ cửa thăm nhà là quay nhà của cô chú, nhưng nhà đó là cô chú được một cái đôi vợ chồng nhận làm ba mẹ nuôi, đưa cô chú về đó ở luôn. Nhà đó thì kinh doanh hòm. Dạ. Nên là ở cái nhà kế bên thì rất là khang trang, giúp đỡ cho cô chú cũng rất là nhiều. Dạ. Bây giờ nó qua trải qua những thăng trầm rồi, thôi cuộc đời cũng còn dài. Tiếp tục chúng ta hưởng thụ những ngày về hưu, mình yêu thương cả cuộc đời với nhau, nắm tay nhau đi suốt chặng đường còn lại cô chú nha. Bây giờ là thư cô, trên tay con là đang cầm một cái lá thư của chú gửi cho cô, lá thư gửi quá khứ. Con không biết là trong đây sẽ viết cái gì đây, con sẽ đọc cho cô nghe nha. Gửi bà xã thương yêu, thời gian thấm thoát vậy mà vợ chồng mình cũng đã sống chung với nhau hơn 50 năm rồi. Nhớ lại ngày xưa tôi với bà thương nhau cũng phải lén lút gửi thư cho nhau vì sợ mẹ của bà phát hiện sẽ rầy la bà. Vì lúc đó mẹ chưa hiểu nên chưa thương tôi. Mặc dù vậy, tôi vẫn dành tình cảm cho bà để mong một ngày mẹ đồng ý. Tôi với bà quen nhau nhờ những tiếng đàn và câu hát cùng những dòng thơ lãng mạn. Tôi bị thu hút bởi cô gái hiền hậu và hát hay. Thương tôi, bà chấp nhận khổ cực cùng tôi trải qua cuộc sống muôn vàn khó khăn của vợ chồng, theo đoàn đi diễn nay đây mai đó.
Đến cái đám cưới cũng là tổ chức tại một nơi cũng chẳng phải là quê quán của chúng ta, mà là do các anh chị trong đoàn thương tình tổ chức cho. Khó khăn chồng chất khó khăn, cuộc đời lưu diễn nay đây mai đó, khó đến nỗi cưới xong cũng chẳng thể sinh con ngay, mà chờ đến cả chục năm sau mới dám sinh. Sinh con ra là thế, vợ chồng mình cũng chẳng có nơi ở cố định để nuôi con khôn lớn, mà lại tiếp tục cuộc sống nổi trôi. Con cũng khổ theo ba mẹ, nhiều khi ba mẹ bận đi diễn thì con cũng chỉ biết chơi một mình. 50 năm rồi, mọi khó khăn cũng qua đi, cuộc sống cũng không tránh khỏi những lúc vợ chồng cãi vã, xô xát. Nhưng sau đó, vợ chồng mình lại cùng nhau vượt qua để có cuộc sống như hôm nay. Con cái cũng đã trưởng thành, có cuộc sống riêng. Vợ chồng mình vui thú tuổi già, cùng đàn, cùng hát cho nhau nghe. Bây giờ, sau này và mãi mãi bà nhé. Cảm ơn bà vì tất cả. Yêu bà xã Lê Thanh Quý. Cảm ơn Ngọc Lan. Có bao giờ chú nói tình cảm lãng mạn với cô như thế chưa? Không. Giá như ngày nào rồi chú cũng viết cho con lá thư tình cảm như thế. Có bao giờ mà sau những lần vấp ngã của chú, sau những lần sai lầm của chú nói lời xin lỗi cô chưa? Có. Có rỗng ân hận rồi, thành ra bỏ qua hết. Nghĩ là hai đứa con với thằng trai nó chưa có nên người đó. Gần cưới vợ rồi nó mới không ở lại. Đàn ông là nghệ sĩ cũng cần một người phụ nữ bên cạnh như thế. Hôm nay có món quà và đến từ con trai của cô chú. Xin mời cô chú hướng về màn hình. Dạ thưa ba mẹ, con là Nhân đây. Hôm nay trong chương trình phát sóng Tình Trăm Năm, con có một vài lời muốn gửi đến cho ba mẹ. Ba mẹ là một người ba người mẹ mà con yêu quý nhất, tôn trọng nhất. Ba là một người ba thật là vĩ đại vì đã hy sinh cuộc đời lo lắng cho mẹ và cho hai chị em con. Những lúc khó khăn, ba cũng ráng đi làm kiếm tiền thức đêm thức hôm để lo lắng cho gia đình. Những lúc bệnh hoạn, ba không dám nói, chỉ mong sao đi làm kiếm tiền lo cho mẹ và lo cho hai chị em con. Ba đã dạy cho con biết sống sao cho phải đạo và dạy cho con biết nghề đàn để cho con có cuộc sống lập nghiệp sau này. Con rất là thương ba. Mẹ thì lúc nào mẹ cũng chăm lo cho con. Nhỏ thì lo cho con miếng ăn giấc ngủ, tới lớn thì lại lo cho con có cuộc sống gia đình ổn thỏa. Mẹ là một người mẹ đã hy sinh vì con, vì cái rất lớn. Đến bây giờ con đã có gia đình rồi, nhưng con vẫn chưa có thể đền đáp công ơn cha mẹ được tròn vẹn. Con chỉ mong cho ba mẹ thấu hiểu và đừng giận con. Con biết tình thương ba mẹ lúc nào cũng dành cho con hết. Con chỉ mong sao cho ba và mẹ có thật là nhiều sức khỏe và yêu thương nhau, sống bên nhau đến trăm tuổi già là con đã hạnh phúc, là con vui lắm rồi. Có những lúc con ngỗ nghịch, hỗn hào, nói lớn tiếng với ba mẹ, nhưng là lúc đó chỉ là con nóng giận và sau đó con đã suy nghĩ rất nhiều, bản thân con tự trách mình. Mong ba mẹ thương và thấu hiểu cho con. Đó là những lời con muốn nói với ba mẹ thôi. Mong ba mẹ yêu thương và sống hạnh phúc bên nhau và có thật là nhiều sức khỏe. Con trai tình cảm quá hả? Nó nên người tôi cũng mừng á chứ. Chứ không thôi là... Hôm nay thì cũng nói thật với Hùng Linh với Ngọc Lan á. Dạ. Cái chương trình lòng tôi là những có những đoạn nó làm cho nó nghẹn ngào lắm. Cho nên tôi cũng phải nói với bà con quý vị á, thì đừng có noi gương theo tôi, vậy thôi. Thương quá à. Những cái tiếng nói của con tôi mà nó nói trong những lời nó có hiếu như vậy, mà thời gian qua mình rất là ân hận. Từ bây giờ tình trăm năm là mình phải giữ trọn. Thôi bây giờ nè, chú ôm cô nè, nắm tay cô nè, để nói những cái lời ở trong sâu thẳm trái tim đúng của rồi. Mình để cho cô cảm thấy cô được an ủi. Hai người đứng dậy đi, hai người đứng dậy đi nè. Vào vào vậy nè. Hai người đứng dậy đi nè. Đó, đó, hôm nay chú nói gì? Chú vui tính ha. Này, cái tính vui này, giờ chú vui tính á. Thôi cuộc đời mà đôi khi trai trẻ cũng mắc sai lầm chú ha. Chính vì thế nên có câu chuyện tình trăm năm để nói với giới trẻ rằng là tuổi trẻ coi chừng những sai lầm đó đó.
hãy rút kinh nghiệm, đừng để mắc sai lầm ha. Xin được gửi lời cảm ơn đến cô chú, bởi vì cô chú là những cái người mà giữ được cái nền văn hóa nghệ thuật cải lương, để mà cho con cháu sau này vẫn còn biết và hiểu thêm về cái loại hình nghệ thuật đó. Con nghĩ là cô cho dù diễn ở sân khấu nào đi chăng nữa thì cô cũng có cái sự thăng hoa của một người nghệ sĩ, và con rất là cảm ơn và trân trọng điều đó. Hy vọng là sắp tới đây sân khấu cuộc đời nó sẽ nở hoa như là sân khấu ngày xưa của đã từng đứng trên đó. Chúc cô chú mãi mãi hạnh phúc, sức khỏe và bình an.